Tại vì hôm trước thì bà năm bà tặng cho anh em cháu hai con gà đó. Thì cháu thấy là bà cũng không có bao nhiêu con gà mà bà lại tặng cho cháu. Thành ra là tại vì cháu thấy bà ở trong này chắc là tài sản lớn nhất của bà, chắc là bà quý nhất là chắc là con gà con chó đúng không? Có mấy gà với chó à? Vâng, chứ không có cái gì khác mà bà lại tặng cho cháu như vậy thì cháu thấy rất là thương bà. Thành ra là trước giờ thì trong nhân gian mình có câu là cho đi là nhận lại đúng không? Thì bà cho cháu hai con gà, bữa nay cháu tặng lại cho bà 40 con gà, vịt với cả gà này bà. Đó. Dạ. Hay gà này gà to luôn bà nhá. Hôm bữa bà nói Gà là bà này thích gà gì chân bà? đen hơn đúng không? Nhưng mà không có gà chân đen nhưng mà gà này là cũng ok. Gà này là 400 gram có nghĩa 4 lạng đấy bà nhá. Gà kêu nhấu gà gì bà, chân vàng phải không? Chân vàng tôi. Gà này là gà Đồng Tháp. Tháp à? Tiêm có vaccine rồi. Dạ. Bây giờ là anh em Trọng là đang bắt đầu làm cho bà Năm cái chuồng gà nha cả nhà. Tại vì 40 con gà vịt á, mình làm cái chuồng trước để mình thả nó ra. Bây giờ là làm ngay tại chỗ này bà Năm thấy được không? Tại vì chỗ này đất nó cao đúng không? Còn ở ngay chỗ kia là nước nó chảy xuống đúng không? Vâng. Bây giờ anh em Trọng vác qua suối này cả nhà. Đi đi qua suối. Chỗ này trơn nha Kiệt nhá. Đi cẩn thận ngã. Ngã ướt hết mình, ướt hết máy quay. Đây này cả nhà. Ấy, trơn lắm à Kiệt ơi. Ôi. Đi thẳng cái đường bên tay trái này thì nó không lún này. Thì nãy giờ là sau gần 3 tiếng đồng hồ, Trọng với cả anh Tuấn với cả mấy anh em ở đây làm thì cuối cùng là đã làm gần xong phần thô rồi này cả nhà. Anh em Trọng làm rất là chắc chắn luôn. Bà đang ngồi ở bên trong chuồng gà luôn này cả nhà. Thành ra là rất là chắc chắn nha. Đấy. Chôn cột nào cột đó rất là to. Bà thấy cái này chắc chắn không? Bà thích không? Cái này mà nuôi hơi bị nhiều gà luôn, nuôi số lượng hơn cũng được nữa cả nhà. Xin chào cả nhà nhá, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là anh em Trọng là đang trên đường quay trở lại thăm nhà của hoàn cảnh bà Năm. Bà lão sống một mình ở trong rừng đó cả nhà. Thì nói về hoàn cảnh của bà Năm sống một mình ở trong rừng, chắc là cả nhà đang xem video ở đây thì ai cũng biết rồi. Tại vì trước đây là Trọng cũng mới chia sẻ lên 2 và 3 video về hoàn cảnh của bà Năm. Cái lý do ngày hôm nay Trọng quay lại đây thăm bà Năm á, là ngày hôm trước á, là Trọng có hứa là tại vì Trọng thấy bà thích nuôi gà, nuôi vịt á, nên là Trọng có hứa là Trọng sẽ tặng cho bà mấy chục con gà với cả mấy chục con vịt. Cái lý do là tại vì hôm trước á, anh em Trọng có đi vô trong nhà bà thăm bà á, thì bà có quý anh em Trọng, bà có tặng cho Trọng với cả Kiệt mỗi anh em mỗi người một con gà. Thành ra là Trọng thấy bà rất là tốt bụng, bà rất là sống có tình cảm luôn. Nên là Trọng có hỏi bà là bà có thích nuôi nhiều gà không? Bà kêu là bà rất là thích nuôi nhiều gà. Nên là ngày hôm nay là anh em Trọng là có mua mấy chục con gà với cả mấy chục con vịt để quay lại tặng cho bà nha cả nhà. Thì tại vì anh em Trọng vô thăm bà mà tự nhiên bà lại tặng cho anh em Trọng mỗi người một con gà như vậy á. Đối với bà Năm á, đối với người bình thường á, thì 2 con gà thì có vẻ là nó không có to lớn. Nhưng mà đối với hoàn cảnh của bà Năm á, thì 2 con gà thì thực sự mà nói là đó là cái tài sản mà giá trị nhất của bà luôn. Mà bà lại đem tặng cho anh em của Trọng, nên là Trọng rất là cảm động, rất là thương bà. Nên là Trọng muốn làm như kiểu là người ta có câu là cho đi và nhận lại ấy, cả nhà. Mặc dù là bà tặng cho Trọng con gà đó thì bà cũng không có mong muốn là Trọng tặng gì cho bà đâu. Nhưng mà Trọng thấy rất là thương bà. Nên là ngày hôm nay là Trọng tặng lại cho bà là tổng là 40 con gà và vịt nha cả nhà. Cả vịt cả gà là 40 con. Thì cũng như đây là một cái món quà tặng cho bà. Tại vì bà sống một mình ở trong rừng nên là cho bà nuôi con này con kia để bà vui vẻ cả nhà.
Tại vì hôm bữa Trọng vô thăm bà, cả nhà xem video cả nhà cũng thấy rồi, là ở Lâm Đồng của Trọng là suốt là nửa tháng qua, gần một tháng qua luôn đó cả nhà, là mưa bão rất là to luôn. Thành ra là ngày nào cũng mưa trơn á. Hôm bữa vào thăm bà Năm thì Trọng bị dính nước mưa cả ngày luôn. Nên là Trọng đang bị cảm, nên là Trọng nói chuyện nói chuyện nên là nó hơi bị ho. Thành ra là tất cả khán giả xem video thông cảm cho Trọng nhá. Đây cả nhà, cái xe của Trọng thì Trọng dừng ở đây. Thì chút xíu nữa là anh em Trọng sẽ vào. Thì ngày hôm nay là Trọng có mua rất là nhiều đồ đạc luôn này. Để Trọng mở ra, mở ra cho cả nhà xem nhá. Thì ở đây là Trọng nuôi, Trọng mua là 40 con, gồm 20 mấy con gà và 10 mấy con vịt đó cả nhà, ở trong hai cái thùng trắng á. Còn đây là thức ăn, thức ăn cho gà. Còn đây là mấy cái đồ để uống nước cho gà. Với lại có một cái điều quan trọng nữa là tại vì hôm bữa mà Trọng quay video lên thì Trọng tặng bếp ga cho bà Năm đó cả nhà. Thì cả nhà cũng thấy là hiện tại bây giờ là bà đang dùng cái bếp cũ á. Mà cái bếp cũ của bà thì trời mưa là nước mưa nó dột hết xuống luôn. Thấy rất là thương bà. Thì cái video hôm trước Trọng đăng lên á, thì cũng có nhiều khán giả góp có nhiều khán giả góp ý cho Trọng là Trọng lợp cho bà cái mái tôn để cho trời mưa trời gió tôn nước mưa nó không có chảy vào á. Thì ngày hôm nay anh em Trọng có mua cả tôn này, mua cả tôn sắt để lợp cho bà cái bếp luôn. Thứ nhất là lợp cho bà cái bếp để bà nấu nướng này kia trong cái mùa mưa bão này nó an toàn. Và thứ hai là làm cho bà chuồng gà và tặng gà cho bà. Đây là thức ăn cho gà, mua 2 bao luôn này để cho bà nuôi luôn. Còn mấy cái đồ đạc mà làm chuồng gà cho bà cũng là tôn sắt thép các thứ thì hôm trước thì Trọng cũng có đem vào cho bà rồi. Trọng đang để ở trong nhà bà. Với phần nữa là Trọng có đem hôm trước thì Trọng cũng có nói với khán giả là Trọng có mua xong nồi chén bát cho bà đấy cả nhà. Hôm bữa Trọng có nói là Trọng có mua xong nồi chén bát đũa cho bà, nhưng mà Trọng để quên trong xe. Nên là tiện thể ngày hôm nay là Trọng đi là Trọng đem theo luôn này. Trọng mua bát này, mua xong nồi mới cho bà này, với cả đũa đấy các thứ. Tại vì Trọng vô trong nhà bà rồi ăn cơm cùng bà mấy lần á, pha mì tôm rồi ăn cơm cùng bà mấy lần, Trọng thấy cái xong nồi của bà rồi những cái chén ăn của bà nó bị mẻ, nó bị vỡ rồi, nó cũ quá rồi mà bà không có thay, thành ra là Trọng mua tặng cho bà luôn. Thì nếu mà khán giả xem cái video trước thì chắc là khán giả cũng biết là hôm trước thì Trọng quay video ở trong này á, vô tình thì Trọng có gặp nhóm của anh Tuấn bên kênh YouTube Tuấn Vlog 49 á. Thì hai lúc đó thì nhóm của anh Tuấn cũng phụ Trọng gênh đồ đạc vào trong nhà của bà. Tại vì đi từ chỗ này, từ chỗ này mà đi vào trong nhà bà Năm, nếu mà trời khô, đường mà khô, trời không mưa thì đi tầm nửa tiếng. Còn nếu mà bị ngập lụt á thì mà không đi được á thì phải tầm tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nên là Trọng có nhờ nhóm của anh Tuấn gênh phụ Trọng. Trong cái video trước thì Trọng cũng có nói là bữa nay Trọng có hẹn nhóm của anh Tuấn là ngày hôm nay là sẽ lên trên nhà bà Năm để lợp cho bà cái mái nhà này, cái mái bếp này, với cả làm chuồng gà cho bà Năm. Thành ra là sáng là Trọng lại đây sớm, anh em lại đây để ngồi đây để đợi nhóm của anh Tuấn tới. Tiện thể bây giờ là ăn sáng luôn, kìa đói bụng chưa? Đói ăn sáng luôn nhá. Thì chắc là anh em mình hẹn nhau là 9 giờ, anh em mình hẹn nhau là 9 giờ sẽ có mặt tại đây. Nhưng mà bây giờ là Trọng tới đây trước rồi nhưng mà chưa thấy anh Tuấn tới. Thành ra là bây giờ anh em Trọng sẽ ngồi đây để ăn sáng rồi đợi anh Tuấn tới luôn. Thì đây, tiện thể đây thì quay cho cả nhà xem luôn là bữa ăn sáng của anh em mình thường ăn nhá. Thường thường thì Trọng với Kiệt là những cái ngày đi làm như vậy nè, thì anh em mình là thường thường là ghé vô trong quán mua đồ ăn, xong rồi chạy đi tới một cái chỗ nào mà kiểu là có chỗ để mình dừng chân, mình dừng xe thoải mái á, là anh em mình là sẽ ngồi ăn thôi cả nhà. Thì những bữa ăn hàng ngày của anh em Trọng á, thì ngày hôm nay quay cho cả nhà xem luôn này, Kiệt quay cho cả nhà xem bữa ăn hàng ngày luôn. Bữa nay đây, đây là cái bữa ăn hàng ngày của anh em Trọng nhá. Thì hôm nay là anh em Trọng ăn là bánh ướt nha cả nhà. Cái này thì ở ngoài Bắc gọi là bánh cuốn, trong Nam Kiệt gọi là bánh ướt đúng không? Thì đây là những bữa ăn hàng ngày của anh em Trọng. Thì nói chung là nó cũng đơn giản thôi cả nhà. Có hôm thì ăn bánh ướt nè, có hôm thì ăn cơm nè, rồi có hôm thì ăn bún nè, hôm nay thì ăn bánh ướt. Còn một hộp này của Kiệt này em.
chắc mình ngồi ăn xong rồi đợi anh Tuấn một hồi là anh Tuấn tới. Thường thường thì anh em Trọng là cứ hay mua rồi ngồi ở bên ngoài ăn như thế này, nó thoải mái hơn là vô trong quán cả nhà. Cả nhà thấy bữa ăn của anh em Trọng là thấy nó đơn giản ghê không? Nó cũng đơn giản như những người khác thôi. Những người lao động thì những bữa ăn như thế này là quá tốt rồi. Thì bây giờ Trọng mời cả nhà cùng ăn sáng cùng với Trọng nhá. Ăn sáng xong rồi chút xíu nữa rồi sẽ Trọng đợi nhóm của anh Tuấn tới. Thì anh em mình sẽ cùng đi vào trong nhà bà Năm để làm nhà cho bà. Mời cả nhà nhá. Trọng, cái này gà này em mua đầy đủ thuốc men, nó vaccine gì chưa? Gà này họ cho ăn vaccine 3 lần rồi đấy. Loại này loại to đấy. Rồi. Rồi có vịt chưa? Có vịt luôn không? Có vịt mà. Có vịt luôn à. Rồi cám này là cám cho gà vịt luôn, 2 bao à? Cám tổng hợp cả gà cả vịt. Rồi, ok, vậy là ngon rồi. Cái này tôn này là mình lợp cái bếp cho bà đúng không? Đúng rồi. Thì nãy giờ là Trọng đã ăn, Trọng với cả Kiệt là hai anh em là đã ăn xong rồi nha cả nhà. Trong lúc đang ăn thì anh Tuấn anh vừa hay tới luôn. Ô, ông bạn của anh Tuấn đâu rồi? À, đang dắt xe vào. Bây giờ là Trọng đang uống thuốc này cả nhà. Uống thuốc ho này cả nhà. Thuốc ho với cả thuốc cảm. Hôm bữa anh em mình đi vào trời mưa về em bị cảm luôn. Tới ngày nay chưa khỏi nữa này. Anh bác mình ra về anh cũng đau lưng mất. Hơn một ngày ấy. Anh có bị cảm không? Có, cũng sụt xịt mũi này. Uống không? Uống khảm thôi. Cái thuốc của em uống như... Đây cả nhà. Trong uống thuốc bọc thuốc cảm của Trọng này. 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 Cảm với ho sổ mũi. Tại bữa bị mắc mưa cả nhà. Vậy là xong nồi chén bữa đây đúng không? Thấy mọi người đầy đủ hết rồi. Hôm nay chắc không quên nữa rồi. Đây ăn tí nha. Rồi. Bao này 25 kg. Đây, giới thiệu với cả nhà, đây là anh Tuấn. Thì nãy Trọng cũng đầu video Trọng cũng giới thiệu rồi, là ngày hôm đó thì hai anh em là vô tình gặp nhau trong này thì cùng lên kế hoạch giúp đỡ cho bà Năm. Ngày hôm nay thì Trọng nhờ team của anh Tuấn là hỗ trợ cùng với Trọng để sửa lại cái nhà bếp cho bà Năm này, với cả làm chuồng gà cho bà Năm, với cả vận chuyển đồ đạc các thứ từ ngoài này vào. Tại vì Trọng đi làm thì trước giờ thì chỉ có hai anh em thôi, Trọng với cả Kiệt thôi. Thế là những cái việc lớn như này thì một mình Trọng làm thì nó sẽ rất là lâu, có khi 2-3 ngày mới xong. Thì nhờ thêm team của anh Tuấn cho nó nhanh. Xin chào mọi người nhé. Thì theo như hôm bữa là Trọng có cũng hẹn 9 giờ ở đây. Thì anh em hỗ trợ cũng cho Trọng mấy đồ này vào và làm chuồng gà theo như Trọng cũng nhờ hôm bữa rồi. Thì hôm nay đúng 9 giờ mình quay lại. Nhưng mà em Trọng còn đi sớm hơn nữa. anh ăn sáng chưa? Anh ăn rồi. Em ăn chưa? Em mới ăn sáng xong. Ủa, ăn một thế. Rồi bây giờ là anh em mình vận chuyển vào. Vâng. Chuyển vào luôn. Thì trước khi mà bắt đầu cái hành trình vô trong nhà bà Năm thì cả nhà cho Trọng xin một phút. Thì tại vì anh Tuấn này thì cũng là một người anh em ở trong làng cùng với Trọng. Thì anh thấy Trọng đi làm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn á, thì anh cũng có cái tâm và có cái lòng cũng muốn đi giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì anh cũng có tạo một kênh YouTube là Tuấn Vlog 49. Tại vì kênh YouTube thì mới tạo có rất là ít khán giả, với lại là hiện tại bây giờ là anh cũng không có Mạnh Thường Quân để đồng hành á. Thành ra là bây giờ là Trọng cũng mong muốn là khán giả xem kênh của Trọng thì có thể ghé qua kênh của anh Tuấn, tên là Tuấn Vlog 49, để khán giả với Mạnh Thường Quân có thể đồng hành cùng với anh Tuấn, để anh có thể có thêm động lực và có thể đi giúp đỡ được những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác nữa. Rồi, cảm ơn em nhé. Vâng. Cũng cảm ơn khán giả bên kênh của em Trọng. Dạ. Thì hiện đây ấy, thì cho mình xin vài lời ấy, thì nói chung chúc tất cả khán giả bên kênh của Trọng là sức khỏe và mạnh khỏe, để cùng Trọng theo dõi những cái con đường mà những cái video mà những khoảnh khắc mà Trọng giúp đỡ mọi người như nào. Thì mọi người nếu mà thấy ý nghĩa thì có thể ghé qua kênh của mình, ủng hộ mình bằng đăng ký để mình có động lực
mình ra những video ý nghĩa hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Bây giờ anh em mình bỏ cái này xuống nhá. Thì ai cũng vậy hết cả nhà, công việc nào cũng vậy, không riêng gì YouTube. Thì chúng ta mà bắt đầu một cái công việc mới thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ngày xưa anh em Trọng mới bắt đầu làm YouTube cũng vậy, cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Cũng may là có những khán giả và có những mạnh thường quân đồng hành cùng với Trọng, thì anh em Trọng mới có thể phát triển được đến như ngày hôm nay, mới có thể giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Nên là vì vậy thì Trọng cũng mong rằng khán giả xem video sẽ ghé dành một chút thời gian ghé qua kênh của anh Tuấn, tên là Tuấn Vlog 49, để có thể xem video và đồng hành cùng với anh Tuấn để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bây giờ anh có thể... Cái anh kia đâu rồi? Anh làm gì đây? Để anh lên anh kêu. Anh em cứ sắp đồ nhá. Rồi rồi, ok. Đây là tôn này cả nhà. Tôn này là để lợp. Tôn này nặng này. Tôn này nặng hơn tôn hôm trước này. Ui, tôn này nặng lắm kìa đây. Ừ. Cái này chắc là anh em mình bê thành hai chuyến đúng không anh? Bây giờ Trọng bê cái đó đi. Để anh bao này với cái này mình quay lại. Cái tôn này, tôn này bằng sắt, nó cứa cổ. Tôn này dày đấy. Ây da. Ây da, tôn này nặng phết nhở. Ây da. Còn cái gì nữa đưa đây em bê luôn cho. Đây, em xách hai cái này vào đi. Để anh bê, anh bê một bao. Một bao này với cái này nữa. Với em ơi cái này. Bao này 25kg anh. Bây giờ là anh em Trọng sẽ đi vào trong nhà bà Năm nhé cả nhà. Chắc đi thành hai chuyến. Đi 2 chuyến thôi. Không biết là bữa nay là đường nó có bớt ngập lụt chưa nữa. Thôi bây giờ mình đi tới đâu hay tới đó thôi chứ biết sao nữa. Mấy tấm tôn này là để lợp cái nhà bếp cho bà hôm bữa mà bị rột đấy anh Tuấn. Vậy là còn mấy tấm kia là em tính lợp cái chuồng gà đúng không? Đúng rồi. Rồi, vậy tính lợp cái bếp bà trước đi. Anh đi trước đi, anh đi trước đi. Sao anh tính nói gì? Tí là mình làm chuồng gà trước chứ, tại vì gà bây giờ không để ngoài được. Đúng rồi. Nước cạn bớt không? Ấy cũng cạn thôi. Phía trong kia không biết còn không ý. Đi từ đây mà vô trong tới của nhà bà Năm á cả nhà. Đi từ đây mà tới nhà bà Năm là phải đi bộ như này là phải tầm hơn nửa tiếng. Nếu mà đường khô như thế này, chỉ sợ vào tới bên trong đó là đường nó bị sình thì phải lâu hơn. Vác qua đường rừng thì nó rất là vất vả cả nhà. Ồ, nước cũng cạn bớt rồi đúng không anh? Bây giờ mình cứ đi tới đâu hay tới đó thôi. Vâng. Mưa nước ngập thì mình lại cứng tiếp. Đây này cả nhà. Kiệt quay cho cả nhà xem này. Kiệt quay vô búi tre này em. Kiệt cả nhà xem ở trong cái búi tre là vẫn còn cái dấu vết mà nước nó lên, bây giờ nó rút á. Là cả nhà biết là cái chỗ này là hôm trước là nó bị ngập này. Anh Tuấn thấy không? Nó còn đang dính bùn trên lá cây đó. Mệt quá. Anh em Trọng mà đi từ ngoài vào trong thì ở trong đó là vẫn còn nước nó ngập cả nhà. Khúc gần nhà bà Năm là nước nó vẫn ngập ngang người luôn. Thành ra là anh em Trọng là đang tập kết đồ ở bên cái mô đất. Rồi chút xíu nữa rồi anh em Trọng mới tìm cách cho qua tiếp. Bây giờ vận chuyển nốt cái này vào. Em vác bao cám cho nhá. Anh lên vai cho em. Còn cái xô lặt vặt kìa anh đưa cho hai anh camera. Bao này 25kg à anh? Mình anh bê được hai thùng gà không? Trong vác bao này, anh Tuấn vác bao này.
Đây là mình cho những con gà giống như thế này là giống như kiểu là mình cho cần câu cơm này cả nhà. Kể cả mình giúp cho hoàn cảnh này hay là bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy, mình cho tiền mặt thì có thể họ xài hết, mình mua gạo, mua nước các thứ thì có thể họ xài hết, nhưng mà cho những con gà giống như thế này á là cũng như kiểu là cái cần câu cơm á cả nhà. Thành ra là nó sẽ ấy. Cái thùng nào là cả vịt cả gà với anh? Đây. Anh thể mở hé lên được không để mình quay cho khán giả xem. Đây là vịt đây mọi người ơi. Mình cho cái này như kiểu là mình cho cần câu cơm á cả nhà. Đây là vịt này. Đây đây đây. Nhìn đẹp ghê ha. Vịt này vịt to luôn. Con gà nằm ở bên đây. Ở tất cả đây xung quanh đây là gà. Đây là vịt này. Vịt này vịt to rồi. Cái này em mua ở trung tâm con giống luôn đấy, mua hàng nguồn gốc rõ ràng luôn đấy. Thì là biết rồi, vịt này thì to rồi. Ừ. Vịt này có tiêm phòng hết rồi. Cọng dây mới đây rồi ta. Cọng dây đó mới đến đây mà. Đây, nó rớt vào trong rồi từ từ. Thì trong mua con gà này nó một con nó nặng khoảng bao nhiêu đấy? Con gà này 400 gram anh. Một con gà mà gà 4 lạng, 400 gram một con mọi người. Gà giống mà 400 gram là biết cỡ nào rồi đó. Gà này bây giờ vô bà năm bà thả nuôi luôn còn kịp luôn, không còn phải gà nhỏ nữa rồi. Anh khênh cái đấy nhá, để em khênh này cho. Bây giờ anh em Trọng làm thêm một tăng nữa, anh đưa cái xô cho hai bạn camera đi. Anh vác trên vai luôn à, khênh ôm. Ôm trước bụng đúng không? Kiệt khỏi đi. Ok nhá, bây giờ anh em mình vào một phát một luôn nhá. Ok chưa anh? Đi. Bây giờ anh em Trọng làm thêm một chuyến nữa vào tới nhà bà Năm nha cả nhà nhá. Còn ở trong kia thì nước nó vẫn đang ngập, chút xíu nữa Trọng quay cho cả nhà xem. Nặng gà, nặng ghê trời. Gà to quá. Gà một con 400 gram. 44 16, 16 kg. Cả nhà nhìn thấy những cái cảnh này thì cả nhà mới thấy được. Đi làm YouTube nó cũng vất vả, không thua kém gì những cái nghề lao động bằng chân tay. Nghĩ làm YouTube là sướng, nhưng mà thực sự là ai mà đã từng làm YouTube rồi thì mới biết được là làm YouTube là sướng hay khổ. Không ngờ là làm YouTube này nó khổ như vậy. Thấy những video em thấy, không biết đằng sau những video đó gian nan vất vả như nào đâu. Thực ra con gà ỉa sao á. Đâu anh thử bỏ xuống anh xem sao. Anh lót lại cái giấy trên áo của anh á. Anh Tuấn đâu rồi? Tuấn còn đang phía trên chỗ này. Anh Tuấn vác thêm một bao cám nữa đúng không? Đúng rồi này. Đây này cả nhà, Trọng quay cho cả nhà xem. Nếu mà cả nhà nào mà xem cái video trước á, hôm bữa là Trọng có quay cái búi tre này này, kiệt đi lùi lại. Hôm bữa là Trọng có quay cái búi tre này nhưng mà nước nó ngập ngang đây lên này. Thành ra là anh em Trọng phải bơi xuồng qua đó cả nhà. Nhưng mà hôm nay là nước nó cạn bớt rồi này cả nhà. Chỗ này thì chắc là nông, anh em mình chắc có thể là lội qua được này cả nhà. Bây giờ là còn con suối này. Cũng may là bữa nay là mưa nó bớt, thành ra là nước nó cạn bớt rồi cả nhà. Bây giờ là Trọng chuyển bớt cái này qua. Đây là anh em mình vác tập kết ở đây, xong rồi bắt đầu là mới vác từ đây vô trong tới nhà bà Năm nha cả nhà. Giờ Trọng vác cái này qua bên kia trước. Nặng quá cả nhà. Để Trọng quay lại cái đứt cổ. Bây giờ anh em Trọng vác qua suối này cả nhà. Đi qua suối. Chỗ này trơn nha Kiệt nha. Đi cẩn thận ngã. Ngã ướt hết mình, ướt hết máy quay. Đây này cả nhà. Ấy, trơn lắm à Kiệt ơi. Ôi. Đi thẳng cái đường bên tay trái này thì nó không lún này. À.
Ây da. Ua. Bây giờ là Trọng đi qua con suối này là Trọng đi vào trong rừng luôn này cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy xung quanh Trọng chỉ toàn là đồi với núi với cả rừng thôi cả nhà. À. Trọng vác. Ây da. Xin chào cả nhà. Không biết là cả nhà có thấy Trọng đang đứng ở đâu không? Tại vì em Kiệt là em đứng ở bên kia sông, còn Trọng đang ở bên này để Trọng vác đồ đạc qua cả nhà. Bây giờ là Trọng sẽ vác tấm tôn này qua. Cả nhà nhìn cái cảnh này cả nhà có thấy quen ghê không? Ngày hôm trước là chỗ này là nước nó còn bị ngập cao á cả nhà. Anh em Trọng là phải trèo bè qua bên này. Nhưng bữa nay thì người dân họ có làm một cái cây cầu tạm nè. Có làm một cái cây cầu, cầu này gọi là cầu khỉ. Cầu này chắc dưới miền Tây gọi là cầu khỉ. Phải không Kiệt? Làm một cái cầu này bây giờ là Trọng vác qua. Cả nhà xem cảnh này cả nhà thấy thế nào? Cầu này là người dân họ mới làm luôn đó cả nhà. Nhưng mà bữa nay thì cái dòng sông này thì nó nước nó đã cạn rồi. Nhưng mà ở Lâm Đồng của Trọng bây giờ là mưa bão liên tục á. Thành ra là cũng có thể là mai mốt là nước nó sẽ dâng lên. Nên là người dân họ làm cái cầu này để đi lại cho thuận tiện hơn đó cả nhà. Ây ạ. Ây ạ. Mỏi quá cả nhà. Đau hết cả vai luôn cả nhà ơi. Cái tôn này nó cũng nặng lắm ạ. Anh Tuấn thì anh đang vác mấy cái bao cám ở phía sau. Để Trọng đem cái này lên trên kia rồi Trọng ngồi nghỉ một tí nha cả nhà nhá. Gần tới rồi anh Tuấn ơi. Quá trời mỏi rồi, cố gắng lên tới bãi tập kết đi rồi mình hạ xuống, mình uống nước. Mệt quá cả nhà. Trọng chảy mồ hôi trên mặt cay mắt quá cả nhà nhưng mà không có lau được. Dừng tạm đây nha anh Tuấn. Trọng thả xuống cả nhà nghe cái âm thanh là cả nhà biết nó nặng cỡ nào rồi. Ngồi đây nghỉ tí đi, ngồi đây anh. Nước đâu anh? Trong ba lô này đúng không? Nước tí xong rồi. Anh ngồi nghỉ, em vào phố trước nhé. Vâng, này Kiệt với cả anh camera. Hai anh em mỗi người chai nước uống nghỉ ngơi, anh mình vào sau. Thì em cứ vô trước đi để anh ngồi anh nghỉ một tí đã. Nghỉ tí đã rồi vào. Mệt quá. Bây giờ anh em Trọng mà tuy mặc dù hôm nay đường nó hơi khô nhưng mà vác đi qua đi lại nhiều lần nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Mời cả nhà uống nước nhá. Hôm nay em đi em có bị té khúc suối không? Không. Chưa tới đất bùn sình nó văng lên chứ không té. Anh bị té à? Anh gần té. Tại vì vác hai cái này gà này sợ là nó nặng thì cũng vác được nhưng mà sợ dơ cả ngày trời đúng không? Không cần nhé. Bây giờ thì anh em Trọng là cũng gần đi tới nhà bà Năm rồi cả nhà. Thì ở phía đằng xa kia là nhà của bà Năm kìa. Em Kiệt quay cho cả nhà xem. Tầm cứ khoảng vài chục mét nữa là Trọng đi tới nhà bà Năm rồi. Không biết bà Năm có nhà không nữa. Chắc mưa gió này bữa mình dẫn bà ở nhà chắc bà ở nhà chứ bà đâu đi đâu đâu đúng không? Trọng nghĩ là chắc bà ở nhà cả nhà. Bây giờ em đi vào nhá. Em đi vào trước đi. Anh ngồi nghỉ tí à? Hình như là anh có thấy cái bóng dáng của bà trong nhà á. Đâu để em đi vào em xem nào. Em vào trước nha anh Tuấn nhá. Em vào đi. Em nghỉ một xíu nữa đi. Nặng quá cả nhà. Vách nhá, quay cái đầu thả xuống vách cái vai nhá. Vâng vâng. Bây giờ anh em Trọng mà đi vô trong nhà của bà Năm cả nhà ơi. Phía đằng xa cả nhà nhìn thấy kìa là ngôi nhà của bà Năm. Mỏi tay quá. À.
không biết bà Năm đang làm gì ở nhà nữa cả nhà. Trọng đi tới nhà của bà Năm rồi cả nhà. Để mà vác được cái đống vật liệu này vô tới trong này thì phải nói là rất là mệt luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem mặt của Trọng là cả nhà thấy rồi. Kiệt thấy mồ hôi chảy ướt hết không? Bà Năm ơi! Bà Năm! Chai nước của Trọng, Trọng để đây, tí nữa Trọng uống coi. Bà Năm ơi! Nghe bà nói sao bếp à? Bà Năm ơi! Bà Năm rồi ta? Chào bà. Bà đang nằm ngủ ở võng hay sao này cả nhà? Chào bà Năm nhá. Bà Năm khỏe không? Khỏe. Bà Năm ăn cơm nước gì chưa? Ăn rồi, mới ăn nãy. Vâng, bữa nay cháu vào cho thăm bà Năm. Ui, cháu mệt quá, ướt hết mồ hôi rồi, để cho cháu thở một tí cái đã. Bà ăn cơm sáng chưa? Ăn rồi, ăn quá vậy, có sao đâu. Dạ. Ăn quá vậy. Có mấy anh đi cùng cháu, đi cùng cháu ngày hôm nay vô trong này. Cái người ngồi đó, đường bà mà. Hả? Cái có người đàn bà mà, thấy không? Cái người đàn ông. Đàn ông hả? Cái anh mà hôm trước mà vào thăm bà cùng với cháu đây. Nghe tiếng đó. Dạ. Tại vì đang mệt quá, anh đến nghỉ một tí rồi anh đó vào. Bà biết hôm nay cháu quay lại bà làm gì không? Biết chứ. Làm gì? Đem gà hả? Đúng rồi, ngày hôm nay thì cháu... mấy chục mà bà? Cháu mua mấy chục? Cháu mua 40 con. Ừ. Gà bay lớn, gà nó bay đi. Bay lớn luôn. Vậy bữa rồi. Vâng, gà nửa gần nửa cân rồi. Vậy cỡ không cỡ 50 ngàn con, 40-50 ạ. 40 ngàn con? 40. Ừ. Vâng, con gà nặng 400 gram. Ừ. Vâng, cháu thở tí đã. Cháu thở một tí thì cháu ấy. Tại vì hôm trước thì bà Năm bà tặng cho anh em cháu hai con gà đó. Ừ. Thì cháu thấy là bà cũng không có bao nhiêu con gà mà bà lại tặng cho cháu. Thành ra là tại vì cháu thấy bà ở trong này chắc là tài sản lớn nhất của bà, chắc là bà quý nhất là chắc là con gà con chó đúng không? Có mấy gà với con chó à? Vâng, chứ không có cái gì khác mà bà lại tặng cho cháu như vậy thì cháu thấy rất là thương bà. Thành ra là trước giờ thì trong nhân gian mình có câu là cho đi là nhận lại đúng không? Thì bà cho cháu hai con gà, bữa nay cháu tặng lại cho bà 40 con gà. Vậy rồi tới gần Tết gà đó nuôi không kịp là gà lại khác rồi nhà. Bắt cho người hai con, một con cháu hai con. Sao bà nói thế nào? Người hai con. Cháu Trọng hai con, cháu hai con. Tết á, gần Tết á. Tết bà lúc tặng nào, cho cháu à? Chừng tháng chạp mới ăn. Dạ. Gầm 20 gì đó vô thì tặng người hai con. Vâng. Mà bắt gà nhà nè, chứ gà kia nó không kịp đâu. Mình cứ biết thế đã nha. Mình cứ biết thế đã, nếu mà Tết cháu quay lại thăm bà thì mình tính tiếp. Cả nhà nghe bà nói ghê không? Bà kêu là đến Tết mà Trọng mà quay lại là bà tặng cho mỗi người hai con. Kiệt hai con rồi Trọng hai con là thành 4 con. Nếu mà tặng nhiều như vậy thì Tết gà đâu mà bà ăn? Cũng còn chứ. Dạ. Đây, bà đứng dậy cho quay cái này cho cả nhà xem này. Đây này cả nhà. Đi, đây bà ra đây cùng Trọng. Cả nhà có thấy là cái bếp của bà là tôn nó bị rách hết rồi này. Đâu Kiệt đi qua đây, anh chỉ cho. Bà đứng đấy hộ Trọng, bà cứ đứng đấy dùng Trọng. Em Kiệt qua bên này này. Đây này cả nhà. Mưa là dột là ướt hết luôn đấy cả nhà. Thành ra là bà không còn nấu nướng được gì luôn. Nên là ở trong nhà của bà có cắt mấy cây danh nhá. Bà cắt cũng lâu rồi nhưng mà trời mưa bà chưa có đan được. Thành ra là ngày hôm nay là anh em của Trọng là đem những cái tấm tôn để lợp cho bà. Ngày hôm nay là anh em cháu là lợp cái này cho bà bằng tấm tôn luôn nhá. Cái tranh mà ở cái tre mà nó bự trễ đó, tre mới đó. Vâng. Thì ấy lên cái lợp. Dạ. Đây, cháu ra đây cháu bà ra đây cháu ấy cái này cho bà. Có mấy tấm tôn này ngon tấm tôn này bà. Đây bà ngồi xuống đây, bà ngồi xuống đây cháu ấy chỉ cho. Tấm tôn này dài 2.5 feet này bà. Để đây là ba tấm là rộng ra là một tấm là 1.1 m, ba tấm là 3.3 m. Đúng rồi, từ cái tấm tôn đó che đó mấy. Dạ. Đó vô gan thì đó ra vào ngoài kia được rồi. Vâng, thì ba tấm này là mình lợp cái bếp cho bà. Ở đây hôm bữa cháu nói là cháu có mua xong nồi với bát đũa cho bà đây, nhưng mà cháu bỏ nguyên trên xe. Hôm nay là cháu đem lên cho bà này, ba cái nồi này, rồi bộ bát đũa này, rồi chén này, rồi thìa này, mấy cái này là mấy cái đinh để đóng nhà. Ở ngoài kia thì anh em cháu là vẫn còn nhiều đồ đạc lắm. Vâng,
để cháu ra cháu lấy nhá. Để cháu ra cháu lấy luôn. À đây, anh Tuấn anh cũng đi tới rồi này. Chào bà Năm nhá. Chào cháu. Để đây cháu. Anh bỏ gà đây luôn này. Đây luôn này. Đây bà biết gì đấy không? Hay gà. Cả gà cả vịt nhá bà. Có vịt nữa. Cả vịt luôn. Tại vì ở đằng sau lưng nhà bà có mấy cái nó ngập đây. Chỗ nó ngập đấy, bông. Vâng. Bông quấn cái thì nhúc vịt. Đâu, anh em mình mở ra cho bà xem đi anh Tuấn đi. Cho bà xem qua gà với vịt nhá, cái nào ô nào cả gà vịt đó em quên rồi. Đây này. Đây. Đây là bên này toàn gà hết. Gà. Bên này là vịt đấy. Đây. Đây mở cả gà cả vịt ra nó đẹp hơn này. Quay lại con vịt đâu rồi. Đây đó. Mở ra cho bà Năm xem nhá. Đi từ ngoài vô mà từ đường từ ngoài vô nhà bà Năm bữa nay là lũ nó rút rồi. Nó rút rồi. Hôm đó là hôm kia còn ngập tới đây nè. Vâng. Cái bây giờ này hôm nó bữa, hôm kia bà đi đâu mà bà ngập tới đây? Đi qua đây nè. Qua bên đây mới biết ngập dạ. Cái chỗ đó nè. Mà bây giờ nó rút rồi nhưng mà nãy cháu đi là vẫn còn ngang đây này. Nếu bà không có làm gì thì bà cũng hạn chế đi nhá. Nó bãi vẫn chưa hết đâu bà nhá. Nhiều khi bà đi ra ngoài bà đi chợ bà cũng hạn chế đi. Đừng đi. Nếu bà đi mất buổi sáng là mưa lũ về. Đây đây. Quay qua cho bà xem này. Vịt với cả gà này bà. Dạ. Hay gà này gà to luôn bà nhá. Hôm bữa bà nói là bà thích gà chân đen hơn đúng không? Nhưng mà không có gà chân đen nhưng mà gà này là cũng ok. Gà này là 400 gram có nghĩa 4 lạng đấy bà nhá. Gà kêu nhấu gà gì mà chân dạng phải không? Chân dạng tôi. Gà này là gà Đồng Tháp. Tiêm có vaccine rồi. Dạ. Đồng Tháp vậy chắc. Bây giờ bà nói chuyện cùng anh Tuấn nhá. Cháu ra cháu bê nốt mấy cái bao đồ bên ngoài vào. Đi. Bây giờ Trọng ra Trọng bê nốt những cái đồ còn lại ở bên ngoài ấy cả nhà. Mệt quá cả nhà. Đấy, cả nhà, quay cho cả nhà thấy này, xung quanh toàn là rừng núi không này cả nhà. Nhà của bà Năm là nằm túc ở trong rẫy trong rừng luôn. Cái này bây giờ người ta gọi là cái rẫy. Nhưng mà lúc trước nó là rừng. Lúc trước nó là rừng xong rồi người dân họ khai hoang dần dần. Xong rồi bây giờ là thành cái rẫy. Nhà bà ở túc vùng sâu vùng xa luôn cả nhà. Trọng đi Trọng mỏi hết chân này. Bây giờ anh em Trọng vác vào. Đây là bao cám cho gà này. Mấy cái này là nước nuôi các thứ cho gà này cả nhà. Mỏi hết chân này. Đấy, đi qua đi lại nhiều vòng quá. Tê hết chân luôn cả nhà. Giờ Trọng vác vào nhé cả nhà nhá. Vác vào xong rồi tí làm chuồng gà cho bà. Anh ra văng nốt à? Đúng rồi. Dạ. Bao cám gà bà muốn để ở đâu đây cháu để luôn. Bao này nặng lắm bà bê không nổi. Để trong này đúng không bà? Đau tay quá cả nhà. Thế cái này là bà Năm là muốn cháu để ở trong nhà hay là cứ để tạm ở đây đó? Để tạm ở đây đi. Dạ. Vâng, đi ra đây để cháu liệt kê cho bà Năm những cái này sử dụng thế nào. Thì mấy tấm tôn thì để tí nữa bọn cháu làm bếp cho bà nhá. Nồi niêu xoong chảo thì để bà nấu cơm nấu nước. Với lại là cháu thấy là cái nồi của bà với cả chén bát của bà là nó bị cũ hết rồi đó. Bà thay hết cái đồ mới này cho cháu nhá. Vâng. Thì cảm ơn nhà cháu.
Vâng. Ở đây thì có tổng cộng là 40 con, cả gà cả vịt. 20 mấy con gà với cả mười mấy con vịt đấy, nhưng mà tổng hết là 40 con. Thì ngày hôm nay là Trọng quay lại đây Trọng thăm bà Năm. Thì Trọng trao cái món quà này cho bà Năm. Thì bà Năm thấy vui không? Vui lắm. Mừng không? Mừng. Dạ. Thế là Tết là có cái để thịt rồi đúng không? À, Tết có rồi. Vâng. Hoặc là khi nào mà mình hết gạo là mình chỉ cần đem con gà ra ngoài chợ là mình lại có gạo rồi. Ừ. Đúng không? Để chờ mấy con tốt chứ. Vâng. Để mấy con tốt để mái lại cho chị nha chứ. Dạ. Với dạng trống với mấy con gà mái tốt. Vâng. Thế mà... không phải ăn hết đâu. Cho hỏi bà Năm, thế bà Năm có vui không? Vui lắm. Có mừng không? Mừng. Dạ. Đây, bà Năm qua bên này thì cháu nói cho bà Năm nghe cái này. Thì ngày hôm nay thì những cái món quà này á là có một mạnh thường quân ở bên cháu tài trợ để tặng cho bà. Thì bây giờ là Trọng xin phép đọc tên của mạnh thường quân ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Trọng giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Năm nhá. Thì thấy hoàn cảnh của bà Năm rất là đặc biệt nên là Trọng có trích trong cái quỹ giúp đỡ người nghèo của Trọng ra số tiền này là của dì Liễu ở Mỹ. Dì Liễu ở Mỹ có gửi cho Trọng một số tiền và nói với Trọng là đi thăm những hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì hoàn cảnh của bà Năm đây thì cả nhà cũng biết rồi, rất là khó khăn luôn. Rất là khó khăn luôn. Nên là ngày hôm nay thì Trọng mà xin dì Liễu ở Mỹ trích 100 đô của dì Liễu ra để giúp đỡ cho bà Năm. Thì 100 đô là 2 triệu rưỡi nha cả nhà. Còn ngày hôm nay thì Trọng mua cho bà Năm những cái gì với cái số tiền 100 đô của dì Liễu thì Trọng đọc cho cả nhà với cả đọc cho dì Năm nghe luôn. Thì 40 con gà, 40 con gà với cả gà cả vịt. Gà là Trọng mua là 30.000 một con. 27 con gà là 810, vịt là 13.000 một vịt là 13 con, 18.000 một con là 234.000. Rồi Trọng mua 2 bao cám cho gà. Tại vì biết bà Năm ở trong rừng thì rất là xa xôi mà gà này là gà số lượng gà cả vịt rất là nhiều nên là sợ gạo nước các thứ rồi bà không có để cho gà nữa nên là Trọng mua cho bà 2 bao cám. 2 bao cám là 700.000 này cả nhà. Rồi mua mấy cái máng xối này kia các thứ nữa. Tổng cộng là Trọng mua cho bà Năm cả tiền gà vịt rồi máng nước cho gà rồi mấy cái thuốc men các thứ cho gà với cả cám kia các thứ. Tổng cả tiền gà với cả tiền đó là hết 1.900.000. Tổng là hết 1.900.000 Trọng mua cái đó. Với lại là Trọng mua mấy tấm tôn này cả nhà. 1.900.000 tiền gà với cả mấy cái lặt vặt. Còn Trọng mua 3 cái tấm tôn này để lợp lại cái bếp cho bà. Thì 3 tấm tôn này là Trọng mua là 600.000. Thì 500 mấy chục ngàn, 570 mấy, 580 mấy ngàn. Thì cho là 600.000 tròn đi. Tại vì còn phải mua đinh vít các thứ lặt vặt nữa. Cho là 600.000 tròn. Tiền gà rồi tiền cám rồi tiền... này ghi các thứ 1.900.000 cộng với 600 là thành 2.500.000 là vừa hay tròn số tiền là 100 đô la Mỹ luôn. Thì dì Liễu ở Mỹ thì gửi cho Trọng thì nói là dặn là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Bà Năm sống trong rừng một mình thì hoàn cảnh rất là khó khăn. Cả nhà xem video thì chắc ai cũng biết rồi. Nên là Trọng trao cho bà Năm. Dạ. Yeah. Cảm ơn dì Liễu ở Mỹ. Dạ. Yeah. Cảm ơn cậu Trọng. Vâng. Dạ. Yeah. Tôi cũng vui lắm. Mình cảm ơn mấy cái này, cảm ơn mừng. Dạ, vâng. Cảm ơn. Thì Trọng cũng gửi lời cảm ơn đến dì Liễu ở Mỹ đã đồng hành cùng với Trọng để giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà Năm nha cả nhà. Bây giờ là Trọng với cả bà đợi anh Tuấn vào rồi anh em sẽ sắp xếp rồi làm chuồng gà các thứ cho bà nha cả nhà nhá. Bà Năm đem cái chén này vô trong nhà đi bà Năm. Xong nồi chén chảo này. Cái này trưa hay trưa nữa. Trưa này mình nấu cơm luôn. Trưa mình nấu cơm mấy bà cháu mình ăn luôn nha. Vâng. Vâng, em okay. Vô chút nấu. Dạ. Bà đem cất đi. Để Trọng xem anh Tuấn gần xong chưa cả nhà. Bây giờ là anh em Trọng là đang bắt đầu làm cho bà Năm cái chuồng gà nha cả nhà. Tại vì 40 con gà vịt á, mình làm cái chuồng trước để mình thả nó ra. Bây giờ là làm ngay tại chỗ này bà Năm thấy được không? Tại vì chỗ này đất nó cao đúng không? Còn ở ngay chỗ kia là nước nó chảy xuống đúng không? Vâng. Đây là anh Tuấn là anh đang vẽ định hình để xong rồi anh em cháu đào để dựng khung lên. Bà thấy như đấy đủ chưa hay là bà muốn to hơn? Như đây thôi nhá. Còn cái này là từ đây vào đây đúng không bà? Vâng. Anh kẻ nốt đường này luôn. Xong rồi anh em Trọng bắt đầu đào 4 góc. Xong rồi chôn 4 cái cây to. Chôn 4 cây to rồi anh em Trọng đóng tôn lên. Bà muốn cửa bên này hay cửa bên này? Cửa đây đây. Cửa hướng này luôn đúng không? Rồi tôn mình sẽ lợp chéo này nhá. Lợp dài nhá. Ok. Thế bây giờ đào luôn góc này nha anh nhá. Bây giờ anh em Trọng đào luôn nha cả nhà nhá. Đất ở đây cũng mềm ha. Đất này mà trồng cây là tốt lắm bà.
Sao bà không trồng rau gì bà? Bà có muốn trồng rau không? Không, bà muốn trồng không, để con sau con mua giống vô cho bà trồng nhá. Được không? Gần không á. Đây này cả nhà. Kiệt ra đây quay này Kiệt. Đây này, trồng đào. Đất này rất là dễ đào luôn. Cúc này không thể đào được rồi. Không có, để giữ lấy cúc này nè. Này bên em đào quá dễ luôn này anh Tuấn. Này Kiệt ra quay cho cả nhà xem này. Anh thấy em đào dễ dàng không? Ôi, cái này nó bị hụt rồi. Rồi móc đất lên thôi. Rồi đào okay. Ok sâu rồi, cái như đây là cả ngập cả tay mình rồi này. Em đào giống kia đi. Như đây rồi. Anh đi lấy cây gỗ. Vâng. À, rất là lâu rồi thì Trọng mới tiếp tục làm một cái công trình. Cái này là nói chung là cũng như kiểu là xây dựng. Cái này là xây dựng công trình tiền chế nhỏ nhỏ. 2 năm trước thì anh em Trọng cũng làm cái ngôi nhà màu xanh xanh. Bữa giờ cả nhà xem ở đây, cái ngôi nhà làm cho bà Năm. À, nãy giờ là anh em Trọng đào xong 4 cái hố rồi cả nhà. Bây giờ là Trọng chôn thử cái cột. Nãy giờ anh Tuấn anh cưa, anh đi kiếm. Vâng. Bây giờ anh Tuấn kiếm mấy cái cây cột. Bà vô trong mát, bà ngồi bà nghỉ đi, bà đứng ngoài nắng làm gì. Bà qua bên chỗ anh Tuấn bà ngồi nghỉ đi nhá. Cái cao này lên trên đầu đúng không anh Tuấn? À. Bây giờ trong đặt đây trước xong rồi tí nữa mới lấp sau. Để xem là anh Tuấn anh cưa xong chưa, còn thiếu 2 cột nữa. Đây. Anh Tuấn đang cưa thành cọc. Bà cứ để bọn cháu làm cho, bà cứ ngồi nghỉ. Ôi, đụng vào đầu bà. Tại vì bà thấy anh em Trọng làm là bà cứ muốn là làm phụ được cái gì hay cái đó, bà tay chân bà cứ hay đụng vô cái này cái kia. Trọng kêu bà cứ nghỉ ngơi đi. Khúc này làm kèo à anh Tuấn? Không, cái này cột à, cái này đúng rồi. Làm kèo đây. Cái này làm kèo. Vâng. Thêm một cái này chắc làm hai cái cơ làm hai nha. Cơ thêm, làm hai cái kèo á. Thêm một đoạn gốc nữa chắc phải kiếm thêm một đoạn trụ nữa. À đây có luôn, có luôn. Cháu lấy cái này làm trụ được không bà? Cái đó là dễ lắm. Được. Nhưng mà hơi thấp à? Mục á, cái đấy mục. Không mục. Mục. Cái đó mục à, chính là mục à. À, để Trọng đi kiếm thêm cây khác nha cả nhà nhá. Trọng cho cả nhà xem cái bếp cũ của nhà bà Năm này cả nhà. Rột nát hết trơn rồi này. Trời ơi, tội nghiệp bà ghê không. Bây giờ bỏ cái tấm tôn này xuống cả nhà nhìn mới thấy thảm nữa này. Trời ơi. Thì anh em Trọng xíu nữa là sẽ sửa lại cái này cho bà, rồi lợp lại cho bà luôn nha cả nhà. Bây giờ là anh em mình chụp vào đúng không anh? Đúng rồi. Quay từ đây, quay sang. Quay từ đây này, quay quanh xuống kia. Chảy cả máu tay luôn này anh Tuấn. Anh bị đây. À đây, từ đã. Để quay cho khán giả xem sơ qua cái này đã. Thì nãy giờ là sau gần 3 tiếng đồng hồ. Trọng với cả anh Tuấn với cả mấy anh em ở đây làm thì cuối cùng là đã làm gần xong phần thô đây này cả nhà. Anh em Trọng làm rất là chắc chắn luôn. Bà đang ngồi ở bên trong chuồng gà luôn này cả nhà. Thành ra là rất là chắc chắn nhá. Đấy, chôn cột nào cột đó rất là to. Bà thấy cái này chắc chắn không? Bà thích không? Cái này mà nuôi hơi bị nhiều gà luôn, nuôi số lượng hơn cũng được nữa cả nhà. Đây này cả nhà. Mà cắm xe luôn đó. Giờ mình rào xung quanh đúng không? Đúng rồi. Ok, em giữ đầu này nhá. Bây giờ là bắt đầu anh em Trọng rào xung quanh này này cả nhà. Bà ra ngoài này bằng ngồi hộ cháu. Lật lại đi anh Tuấn. Lật lại thì em phải đứng lên. Không, lật cái đấy lại anh vẫn đi được mà. Đây. À. Ok anh. Giờ tập chắc đầu đó nhá. Rồi, ok anh, thoải mái. Đó.
làm hết 3 tiếng đồng hồ á cả nhà. Mấy giờ kiệt? Cũng 4 giờ rồi này. 4 giờ rồi à? 4 giờ. 4 giờ kịp làm bếp không anh Tuấn? Hay mai làm? 4 giờ bây giờ cái bếp thì chắc không kịp rồi. Cái này mình còn làm chưa xong nữa đúng không? Chắc mai đi, chắc mai làm bếp đi. Mai làm bếp đúng không? Chứ giờ không kịp đâu. Bà lấy hộ cháu cái kéo vào. Lấy cho anh Tuấn cái kéo. Bây giờ Rồi. Rồi đâu, anh bỏ đấy anh đóng đi trước đi, em dư. Tí nữa mình làm tới đâu mình kéo căng tới đây. Anh đóng đinh đi. Kiệt là ra phía đằng trước này để quay lọt vô bên trong này, quay cho cả nhà xem là cái chuồng gà nó chắc chắn như cỡ nào. Này, trọng ngồi lên luôn này nhá cả nhà. Nãy bà ngồi bên trong luôn, còn giờ trọng ngồi lên luôn này. Anh em mình đã làm là làm cho nó chắc chắn luôn. Ở trên này là che bạt, nhưng mà ở trên này cả nhà có thể thấy tấm tôn đó. Tấm tôn là xíu nữa là anh em trọng là sẽ đóng cái tấm tôn lại nha cả nhà. Làm cái sàn luôn này, cho gà nó, tối nó ngồi trên này, nó nhảy trên này. Chứ làm ở dưới đất thì gà nó dễ bệnh với gà nó ấy, nó mưa gió các thứ. Cả nhà nghĩ thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà thực ra thì làm nó rất là lâu luôn, rất mất rất là nhiều sức luôn đấy cả nhà. Thành ra là làm hết 3 tiếng đồng hồ rồi mới được cái chuồng gà. Vừa đào hố này, vừa cưa cây này, rồi vừa chặt cây các thứ này. Rồi nãy trọng lại phải đi vào trong rừng này, trọng chặt cái đống cây này này để làm cái sàn này cả nhà. Đây. Đó, trọng ngồi lên được luôn này cả nhà. Đây là trọng phải vào trong rừng để chặt cái cây này để cho gà nó ngồi. Đây, em giữ đây. Giữ đây nhá. Đâu, anh ra bên ngoài đi, em giữ đây cho. Cả nhà nhìn thì cái tính thẩm mỹ nó không có được cao lắm nha cả nhà. Nhưng mà tại vì đây là cái chuồng gà nên là miễn sao là cho gà nó ở được là được rồi. Nó chắc chắn với cả gà nó ở được là ok rồi. Chứ mà để mà làm mà nó vừa thẩm mỹ, nó vừa ấy á, thì nó lâu mất thời gian cả nhà. Anh em trọng còn phải làm thêm cái bếp nữa, nhưng mà bữa nay không kịp rồi. Chắc mai là phải vào hơn một ngày nữa làm bếp. Bây giờ bếp là không làm nổi đâu. Vâng. Không kịp đâu. Bên này. Tại vì trọng thì, tại vì bà Năm á, bà ở một mình ở trong rừng á. Tại vì trọng thì trọng rất là thương bà. Biết bà ở trong này một mình thì bà cũng không có ai người thân này kia các thứ á, nên là trọng mới cùng với mấy anh em mới làm chuồng gà cho bà. Chứ cả nhà xem video của trọng thì trước giờ cả nhà cũng biết rồi, trọng là không bao giờ là trọng làm mấy cái chuồng gà này kia các thứ đâu. Đa phần bọn trọng, anh em trọng toàn là làm xây nhà này kia các thứ không mà. Nhưng mà tại vì bà già rồi á, bà không có đủ sức khỏe bà làm á, đúng không anh Tuấn? Đây là mình giúp bà thôi, bây giờ cũng mình bà. Một mình bà giờ là không thể nào mà làm nổi. Cái chuồng này hơi bị to luôn cả nhà. Chuồng này là phải nuôi được chắc phải cả 500 con. Một mình bà Năm có làm được chuồng gà này không? Không được đâu. Không được đâu đúng không? Ừ. Cái này thêm chặt thêm tí nữa anh. Rồi, vậy là xong đúng không? Xong rồi, hoàn thiện rồi. Thì nãy giờ là phải 4 tiếng đồng hồ cả nhà. Cuối cùng là anh em trọng là đã làm xong cái chuồng gà rồi. Mà tính ra là làm 4 tiếng cái chuồng gà là cũng nhanh đấy chứ anh Tuấn. Đúng không? Đúng rồi, tại vì cây cối nó thiếu. Dạ. Đây, em Kiệt có thể quay tổng thể cái chuồng gà. Cho làm cho bà Năm để cho mấy con gà này nó ở. Cả nhà nhìn thấy nó hoành tráng ghê không? Chắc chắn luôn. Nhìn là nó chắc chắn thôi nhá. Cái này thì trọng xin nhận là nó chắc chắn thôi. Còn về cái độ thẩm mỹ thì không có được đẹp lắm. Nhưng mà tại vì thời gian thì với cả công sức thì nó có hạn đó cả nhà. Nên là mình chỉ làm miễn sao là nó chắc chắn là được rồi. Gà thì anh em mình để đây rồi. Để trọng ra kêu bà Năm vào để thả gà vào nhá, cho bà Năm thả. Em ra kêu bà Năm nhá. Vâng. Vâng. Bà Năm thì nãy bà ngồi bên ngoài, nhưng mà trọng kêu bà vào trong nhà bà nghỉ ngơi đi. Là xong trọng gọi ra. Bà Năm ơi. Bà đang làm gì đây? Vâng. Cháu làm chuồng gà cho bà xong rồi. Đi, cháu dắt bà ra xem là bà thấy đẹp không nhá.
Bà thấy đẹp không? Đẹp. Nhìn nó không có được đẹp mắt lắm, nhưng mà cháu dám hứa với bà là nó rất là chắc chắn luôn. Cái này bây giờ thậm chí nó còn chắc chắn hơn cái bếp của bà. Trọng lắc thử cho cả nhà xem được không rung luôn này. Đó, rất là chắc luôn. Bây giờ là cho bà Năm thả gà vào đấy bà Năm. Bà Năm thả đi. Để con mở cửa đấy cho. Rồi em chậm cái này đi. Rồi bà cho gà vào. Dạ. Đây Kiệt quay gần đây cho cả nhà xem này. Khoan từ từ, mở mấy này ra này bà. Rồi, bà bắt đi. Rồi, bắt đi. Bỏ cái lồng vô trong này rồi mở ra nó hay hơn này anh Tuấn này. Vâng. Rồi. Bà vô trong đi rồi con cho lồng vô cho. Anh Tuấn vào luôn. Rồi, rồi, xong rồi anh bỏ lồng gà đây này anh Tuấn. Đúng rồi. Anh ngồi xích xuống, anh cả bà Năm ngồi xích xuống. Đây, bà Năm ở đây. Đây này, Kiệt với cả anh ấy vô đây quay gà mở một phát hết luôn. Đó, cả nhà. Đây, còn một lồng nữa. Rồi bỏ nó xích qua đi, em truyền cái lồng này vào. Hai mươi bảy con gà, 13 con vịt nha bà Năm nhá. Đây là cả nhà xem thì cả nhà có thể thấy đó. Đây, vịt này tí là bỏ riêng chỗ khác bà nhé. Cả nhà xem con gà to không? Đây là vịt. Anh Tuấn bắt hộ mỗi em một con gà được không? Được. Để em anh quay gần máy quay để cho cô chú khán giả thấy là gà ngày hôm nay là em đi mua nó chất lượng như thế nào. Chết rồi, hết bắt rồi. Rồi, ở chân anh được kìa. Đây, anh Tuấn có thể dơ lên trên máy quay camera này cho cô chú khán giả thấy gà là to cỡ nào cả nhà. Con gà là nặng là 400 gram luôn nhá. Cả nhà xem thấy to đã ghê không? Gà này là được bên cơ sở gà giống là họ vaccine này kia các thứ thuốc men đầy đủ rồi cả nhà nhá. Đây mình trọng thả lại. Trong lồng còn gà không? Trong đây còn vịt thôi. Ok, thế thì bây giờ mình đem vịt qua. Dạ. Đưa cháu bê cho. Đây là có cái chuồng gà cũ của bà này cả nhà. Quay cho cả nhà xem cái chuồng gà cũ của bà này. Cả nhà xem chán đời không? Cái chuồng gà cũ của bà bây giờ là tạm thời là mình thả vịt ở đây. Tại vì có 13 con vịt thôi à? Tại vì vịt đó, vịt là đây, nó hợp nước mọi người ơi. Anh em mình thả luôn. Thả đây. Còn gà thì mình phải để trên cao. Vịt nó không nhảy, mình thoải mái. Đây này, Kiệt quay đàn vịt cho cả nhà xem này. Mà em thấy cái điều này em thấy là con vịt nhìn dễ thương hơn con gà nha anh Tuấn nhá. Đúng, chính xác. Anh công nhận không? Nhìn vịt nhìn nhỏ nó rất là dễ thương luôn đó cả nhà. Vịt này cũng kháng sinh đầy đủ hết mọi người. Nhìn rất là dễ thương luôn. Vô đây cho con nhá. Bà Năm ơi, bà Năm qua đây bà Năm. Đó rồi đấy, tí nữa mình phải cho ăn luôn. Nó mổ rồi, hồi nãy anh cầm cái vác này nó mổ ngồi chân, mổ tay luôn. Nhìn con vịt rất là dễ thương luôn cả nhà. Đây, rồi. Cái này có khóa được không ta? Trời ơi. Đây này, Kiệt vào đây, Kiệt quay cho cả nhà xem này. Nó cạp đất luôn này. Đó. Đây cả nhà. Coi như là cạp đất luôn. Đói quá rồi. Đói rồi. Có bối rồi. Đây này, cháu hướng dẫn cho bà Năm cho gà vịt ăn này. Đây. Tại vì gà này nó còn nhỏ, thành ra là bà cứ cho nó ăn cám tổng hợp này nhá. Cháu mua sẵn 2 bao đấy. Rồi bà cứ sáng cho nó ăn vài nắm, chiều cho nó ăn vài nắm. Bốc vô đây luôn, bốc vô đây, bỏ vô đây luôn. Bà cứ bỏ ở đây. Cái này cho nước hay cho đồ ăn đây? Cái này đồ ăn, đây cái nước kìa. À. Rồi. Ok, để em thử vung ra cho xem nó ăn không. Kiệt quay này, xem là gà nó có đói không này. Dục phát là chắc là nó ăn luôn này. Quay sát trong này luôn này. Đây trọng dục cám cho gà này. Trời ơi, nó nhào vô nó mổ luôn này cả nhà. Rồi, cái xô của anh Tuấn đâu? Anh Tuấn bỏ vào luôn đi. Cái xô đồ ăn này. Em bỏ vào luôn.
nó quen ăn với cho nước. Em cho nước vào trong. Nó quen ăn trong máng rồi đúng không? Đấy, bây giờ nó mới cái chuồng mới ấy, nó đang còn lạ nhá. Bà Năm thấy mấy con gà nó đói nó ăn này bà Năm. Thì nhìn thấy nó ăn đã ghê ha. Nó đói bụng. Thì bà Năm ăn thì cho cái liều lượng như bà nuôi gà nhiều rồi bà biết á, cho dừa dừa. Vâng. Cái bao này thì chút xíu nữa cho vác vô trong nhà cho bà nhá. Tổng là 2 bao cám. Vâng. Thì ngày hôm nay thì tặng cho gà bà gà nhiều như thế này, làm chuồng gà cho bà như vậy, bà có vui không? Nó vui lắm. Cảm mừng không? Dạ, dạ. Cảm ơn mạnh thần Vân. Dạ. Dạ, cảm ơn cháu Trọng. Nhà về không biết nữa, mới đây không biết. Anh đấy tên là Tuấn. Tuấn. Vâng. Thì tại vì ngày hôm nay anh em của cháu tính là làm chuồng gà cho bà xong rồi sẽ làm bếp cho bà. Nhưng mà giờ cũng 5-6 giờ tối rồi đây, không kịp. Thành ra là sáng mai bọn cháu sẽ quay lại rồi làm cái bếp cho bà nhá. Bây giờ cái bao này cháu sẽ đem vào trong nhà cho bà. Vâng. Thì chắc là có lẽ là bây giờ là bọn cháu đem cái bao này vào rồi bọn cháu sẽ chuẩn bị bọn cháu đi về nhá. Anh Tuấn thì anh đang đợi cháu trên kia. Đi bà, để cháu xách cái bao này vào cho bà rồi bọn cháu đi. Đây, để tạm đây, chút xíu nữa rồi đem vào nhà cho bà Năm sau. Thế nhá bà Năm nhá. Ngày mai thì anh em cháu sẽ quay lại làm cho bà cái bếp nhá. Ngày sáng dở đi đó cho trống đi. Vâng. Nhiều làm mâm với trứng cây. Bây giờ thì không kịp rồi. Ở chiều rồi với mưa rồi. Vâng. Thì bây giờ là anh em cháu chuẩn bị anh em cháu đi về nhá cả nhà nhá. Anh Tuấn chuẩn bị về chưa? Rồi đấy, anh chờ em đây. Vâng, thì anh Tuấn vào đây thì mình chào tạm mạnh thần Vân với các cháu Trọng cháu Tính. Vâng, anh em mình chào tạm biệt bà với cả chào khán giả thì anh em mình cùng về luôn, đúng không? Bây giờ thôi, hôm nay là cũng muộn rồi bà. Bây giờ cũng gần 4 tiếng đồng hồ mới xong cái chuồng gà đó. Thì bây giờ còn cái nhà cái bếp á thì ngày mai thì tụi con sẽ quay lại. Cùng em Trọng nữa thì làm cho bà giúp bà làm cái bếp sáng từ ngày sáng chút cây từ dở cho dầm cho trống như kiếm cây rồi đó. Cây rồi đó bà không cần làm đâu, để anh em cháu làm cho. Bà già rồi, bà đi kiếm cây rồi đường mưa nó trơn này kia nguy hiểm, bà không cần làm, để mai anh em cháu làm hết cho nhá. Vâng, thì bây giờ là anh em Trọng là sẽ đi về nhá cả nhà. Ngày hôm nay là một ngày rất là mệt nhưng mà rất là vui đối với anh em của Trọng luôn, thì, vì đã giúp đỡ cho bà Năm và đồng hành cùng với anh Tuấn làm cùng với anh em Trọng cái này. Thì trong video này thì Trọng cũng cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã tài trợ cho anh em Trọng để anh em Trọng thực hiện cái chương trình này, và cảm ơn anh Tuấn là đã đồng hành cùng với em để thực hiện chương trình này nhá. Vâng, ngày mai anh em mình sẽ tiếp tục quay lại. Vâng, thì Trọng cũng mong rằng là khán giả xem video này sẽ bấm đăng ký kênh cũng như là theo dõi video của anh em mình, bấm đăng ký kênh của Trọng với cả bấm đăng ký kênh của anh Tuấn tên là Tuấn Vlog 49 nha cả nhà, thì để xem những cái video mới nhất và video ý nghĩa của anh em mình làm trên kênh này. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi anh em mình, và anh em mình cũng cố gắng làm những video thật là hoàn thiện ý nghĩa hơn. Thì mọi người có thể là ủng hộ anh em mình bằng cách là bấm đăng ký. Thì cảm ơn cả nhà đến kênh của em Trọng. Dạ, thì cháu chào bà nhá. Chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Cảm ơn các cháu nhá. Dạ, bà Năm nói chào tạm biệt tất cả khán giả đi. Bà Năm nói là tạm biệt tất cả khán giả. Mày trả lại, Không, bà Năm là tạm biệt tất cả khán giả. Bà lớn tuổi rồi, bà không biết cả nhà. Một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841.
Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.